Ngoài những hoạt động chăm sóc khách hàng thì những hoạt động vì cộng đồng cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Mới đây thì công ty Nu Skin quyết định tài trợ 1 tỷ đồng để cứu sống nhiều trẻ em bị tim bẩm sinh tại Việt Nam. Đây là thông tin được Nu Skin Việt Nam công bố tại sự kiện kỷ niệm 1 năm công ty hoạt động tại thị trường Việt Nam. Cùng với hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Nu Skin còn hoạt động tích cực cho chương trình cứu sống 2 trẻ em mỗi ngày, gây quỹ giúp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, Nu Skin đã hỗ trợ kinh phí và cứu sống được hơn 5.800 trẻ em bị dị tật về tim. Và theo những báo cáo trong buổi họp báo thì trong năm 2013, công ty Nu Skin đã đạt được doanh thu là 15 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng hơn 310 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 46 tỷ đồng tiền thuế. Công ty đã đặt ra mục tiêu con số này sẽ đạt 20 triệu đô la Mỹ trong năm 2014, đồng thời sẽ mở thêm một văn phòng tại Đà Nẵng. Để đạt được mục tiêu, doanh nghiệp này cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hệ thống bán hàng trực tiếp, cung cấp các khóa đào tạo chuyên sâu, tạo ra nhiều công ăn việc làm, cũng như là nâng cao nhận thức về đạo đức kinh doanh để đảm bảo một sự phát triển kinh doanh bền vững trong tương lai tại Việt Nam.